Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, hôm trước chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở phân khúc hạng D. Đó là chiếc Mazda 6 biển đuôi 79. Biển số rất đẹp. Hôm nay chúng tôi lại vừa mua về được một chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.0, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đã sản xuất năm 2015, cũng y như chiếc xe trước thôi, chỉ khác cái biển. Chiếc xe trước là biển là đuôi 79, chiếc xe này là biển đuôi 17. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được hơn 5 vạn km rồi ạ. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về chiếc xe Mazda 6 2.0 2015 này ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015. Ở cái phân khúc hạng D thì chiếc xe Mazda 6 này đã được Mazda trang bị cho là full option rồi ạ. Từ khóa thông minh, đèn nổ start top cho đến là đèn bi xenon, rửa đèn pha, cảm biến trước sau đều có cảm biến hết ạ. Và cặp đèn LED, đây là cặp đèn LED đấy ạ. Và đèn gầm, cặp đèn LED của chiếc xe, rửa đèn pha rất là full option. Cái phân khúc hạng D này thì là Mazda đã trang bị cho chiếc Mazda 6 này là đầy đủ đồ rồi ạ. Full option hết tất cả rồi ạ. Và để cho quý vị và các bạn muốn xem chi tiết tất cả về chiếc xe, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn đi tìm hiểu về chiếc Mazda 6 2015 này ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi sẽ quay về cái phần ngoại thất của chiếc xe Mazda 6 cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là chiếc xe Mazda 6 được sản xuất năm 2015 ạ. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được hơn 5 vạn km rồi ạ. Nhìn tổng thể về bên ngoài thì chiếc xe này còn rất là đẹp, tất cả các nước sơn zin còn rất là nhiều ạ. Chủ yếu là những cái xước sát nhỏ thì ở những cái góc ba đờ sốc trước, ba đờ sốc sau thì chủ xe cũng đã sơn lại rồi. Chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng không phải sơn lại gì đâu ạ. Tất cả nó còn rất là nguyên đẹp, nước sơn rất là bóng bẩy ạ. Sau đây quý vị các bạn cùng theo sát camera của chúng tôi để được xem chi tiết về chiếc xe Mazda 6 này ạ. Và nếu như các bạn quan tâm đến chiếc xe Mazda 6 này thì mời quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 600 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 600 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Mazda 6 này ạ. Và chúng tôi cũng hỗ trợ trả góp, quý vị các bạn có thể vay tối đa lên tới 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm và với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục chúng tôi làm rất là nhanh gọn thôi quý vị các bạn, chỉ cần bỏ ra từ 200 đến 300 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Mazda 6 ở cái phân khúc hạng D này ạ. Chiếc xe Mazda 6 ở phân khúc hạng D này rất là đẹp ạ. Mời quý vị các bạn xem về tổng thể của chiếc xe. Đây là cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của chiếc xe đấy ạ. Chiếc xe rất là nhiều option cho nên là quý vị các bạn cùng xem thấy ạ. Cặp đèn gầm và đèn LED rất là đẹp ạ. Và đèn bi xenon, rửa đèn pha, cảm biến trước, tất cả đều được tích hợp lên cái ba đời sốc trước của chiếc xe này rồi ạ. Nhìn rất là đẹp ạ. Quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái cặp đèn pha của chiếc xe ạ. Cặp đèn pha đã được tích hợp lên là đèn pha bi xenon. Đây là cái cặp đèn pha bi xenon và còn rất là mới ạ. Tất cả chưa có xước sát gì cả và đã được tích hợp cái rửa đèn pha rồi ạ. Chỉ cần phút là đã rửa được đèn pha. Đây là cặp đèn LED cùng đèn gầm của xe đây ạ, hay còn gọi là cái đèn sương mù của xe ạ. Nhìn về cái phần ba đời sốc trước này, tất cả còn nguyên bản và chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cả. Tất cả còn rất đẹp ạ. Quý vị và các bạn đang xem clip thì quý vị các bạn hãy like clip và đăng ký kênh. Đã được tích hợp lên cặp gương chiếu hậu này rồi, là gương chiếu hậu là gương gập điện ạ. Xe được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top và bấm tay mở cửa. Đây là cái nút bấm tay để mở cửa xe đấy ạ. Đây là cái phần ba đời sốc sau xe, đây là động cơ 2.0 đã được trang bị là hai bô và cảm biến sau đấy ạ, cũng đã được tích hợp lên camera lùi. Ba đời sốc sau cũng còn rất là đẹp ạ, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì đâu ạ.
đèn đây, đây là cái đèn hậu của chiếc xe, cũng còn rất là mới và bóng, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì, cho nên là còn rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn cùng đang xem, đây là chiếc xe Mazda 6 và là cái phiên bản 2.0 được sản xuất năm 2015. Đã đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội rồi ạ. Nhìn từ xa ta thấy là, chúng ta nhìn từ xa và nhìn các góc nghiêng thì chúng ta thấy là chiếc xe này còn đang rất là đẹp ạ. Những cái nước sơn nguyên bản của nó còn rất là nhiều, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay tai nạn gì cả, cho nên nó còn rất là đẹp. Chứ nếu như đâm đụng hay va chạm gì, nó có xây xước móp méo thì có làm đến mấy thì nó cũng không được đẹp đâu ạ. Nền nó cũng không được căng như chiếc xe này đâu ạ. Xe còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần la răng và lốp của xe ạ. La răng cũng còn rất mới, chưa có xước sát gì đâu ạ. Đây là cái lốp của xe đấy. Lốp xe cũng còn rất là dày vì mới chạy có hơn 5 vạn km thôi. Và xe cũng đã được trang bị lốp rất là xịn, lốp Michelin rồi đấy ạ. La răng rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Đây là cái phần đầu, phần ba đờ sốc trước của xe đấy ạ. Tôi quay lại cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần ba đờ sốc trước của xe. Tất cả nó còn in khít nguyên, tất cả những cái khe hở từ ba đờ sốc đến cabo, từ ba đờ sốc sang tai, tất cả các khe hở này nó còn in, cho nên là chứng tỏ là chiếc xe này chưa đâm đụng hay va chạm gì cả. Đây là cái phần ngoại thất của chiếc xe mà tôi quay từ xa cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Tôi quay từ xa lại gần cho quý vị các bạn cùng thấy đấy ạ. Cái nền cánh cửa của nó còn rất là căng. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản cho nên nó mới đẹp được như vậy ạ. Quý vị và các bạn đang xem clip thì mời quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Quý vị đăng ký kênh thì quý vị và các bạn sẽ được đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 của chúng tôi cập nhật trên kênh ô tô 360 này ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp từ tổng thể, từ bên ngoài, từ bên ngoại thất cho đến nội thất, tất cả còn đẹp và rất là zin ạ, vì chiếc xe chạy được có hơn 5 vạn km thôi. Đây là chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.0 và được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đã lăn bánh được 5 vạn 3 km rồi. Nếu như quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe Mazda 6 này thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh và liên hệ theo hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết tất cả còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên zin ạ, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Nếu như mà máy móc mà đã bị ngập nước rồi thì máy móc không còn được nguyên bản nữa đâu ạ. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Đấy là tiêu chí của những chiếc xe ô tô cũ mà chúng tôi đang kinh doanh. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã quay và giới thiệu cho quý vị về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên bước vào phần nội thất của chiếc xe thì chúng ta cùng xem qua về cái cánh cửa bên lái của chiếc xe đã. Chúng tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cánh cửa bên lái này. Đầu tiên là cái phần keo chỉ ạ. Tất cả cái phần keo chỉ ở trên cái cánh cửa trước bên lái này, quý vị các bạn cùng xem đây, tất cả còn nguyên bản là chưa mất một phân keo chỉ nào cả, chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị va chạm về cái cánh cửa bên này ạ. Táp bi cửa thì còn rất là đẹp, tất cả là về cái phần táp bi cửa đây còn rất là đẹp, rất là mới, chưa có xước sát gì cả. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính của xe ạ. Cụm điều chỉnh lên xuống kính điện và cụm điều chỉnh gương gập điện. Đây chính là điều chỉnh gương gập điện này ạ. Điều chỉnh gương điện và gập điện ạ. Tất cả còn đang rất là mới, chưa có xây xước, xước sát gì cả. Chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Vì ở cái phân khúc hạng D cho nên là chủ xe đi rất là giữ gìn ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Từ những cái ốc bản lề cánh cửa, tất cả cái ốc bản lề cánh cửa này, gioăng cao su, tất cả còn rất là mới ạ.
còn nguyên bản hết ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên, chưa có dấu hiệu của sự tháo ra va chạm gì cả đâu ạ. Nếu như mà va chạm thì chúng ta lại phải tháo cái ốc ra để xử lý, mà ốc đây còn nguyên ạ. Xe cũng đã được trang bị full option rồi, tất cả những chế độ như là chống trơn trượt này, rồi thì iTop đều cũng được tích hợp lên chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.0 được sản xuất năm 2015 này rồi ạ. Tất cả đều full option rồi. Và cái phần nội thất của chiếc xe này rất là đẹp ạ. Nội thất là đã được trang bị lên toàn bộ về cái phần da rất là cao cấp ạ. Chiếc xe cũng được trang bị cửa nóc này, cửa nóc và là da cao cấp. Và cái đặc biệt là Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 6 này là cái bộ ghế là ghế chỉnh điện 8 hướng ạ. Hàng ghế trước là ghế chỉnh điện, đây là chiếc ghế lái ạ. Chiếc ghế lái được chỉnh điện 8 hướng và đã được tích hợp lên nhớ ghế 2 vị trí ạ. Quý vị và các bạn cũng chỉ cần ấn set cài đặt vị trí ghế lái của mình ở vị trí số 1 hoặc là người nhà của mình ở vị trí số 2. Khi mình lên xe mình chỉ bấm vào vị trí 1 hoặc 2 thì nó sẽ về cái vị trí mà mình đã cài đặt trước đó, không mất nhiều thời gian phải chỉnh ghế ạ. Đây là cái tính năng rất là tiện dụng ạ. Vô lăng cần số của chiếc xe này thì rất là đẹp ạ. Vô lăng cũng đã được tích hợp lên các phím điều khiển trên vô lăng. Tất cả cũng đã được phím điều khiển. Và vô lăng thì rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe mới chạy được 5.3 vạn thôi. Đấy, đồng hồ của chúng tôi đang chỉ là 5.3 vạn km. Cho nên là vô lăng còn rất là đẹp ạ. Vô lăng cần số đây quý vị và các bạn cùng xem ạ. Vô lăng cần số còn nguyên bản ạ. Kể cả là cái tay phanh này cũng còn rất là đẹp ạ. Nếu như dùng nhiều thì những cái tay phanh cần số vô lăng này nó sẽ xước sát và nó bóng hết đi rồi ạ. Chiếc xe này chạy có hơn 5 vạn thôi thì cho nên là tất cả nó còn mới ạ. Và đây là cái phần Cruise Control cũng đã được tích hợp lên chiếc vô lăng này ạ. Cruise Control thì đi đường trường, đi đường cao tốc thì rất là tiện lợi ạ. Chiếc xe này nói chung là nội thất còn rất là đẹp ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem từng chi tiết một ạ. Sau đây là tôi sẽ quay về cái phần cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là chiếc tab bi cửa phía sau bên lái, cũng như cái tab bi cửa trước thôi ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Và tab bi cũng còn rất là mới, chưa có dấu hiệu của sự xước sát hay là mài mòn ạ. Chưa có dấu hiệu của sử dụng nhiều, sử dụng rất ít cho nên nội thất và tab bi tất cả nó mới còn được đẹp như thế này đấy ạ. Quý vị và các bạn hãy theo dõi camera của chúng tôi để được xem chi tiết về chiếc Mazda 6 2015 này ạ. Và cái cửa gió điều hòa cũng đã được tích hợp lên chiếc xe Mazda 6 này rồi ạ. Cửa gió điều hòa ở hàng ghế phía sau ạ. Điều này rất tiện dụng và rất mát cho cái hàng ghế phía sau. Nếu như không có cái cửa gió điều hòa này thì cái người ngồi ở phía sau khi mới bắt đầu bước lên xe rất là nóng, phải chạy một lúc lâu thì là mới mát được cả xe. Nhưng chiếc xe Mazda 6 này đã được tích hợp với phần cửa gió điều hòa dành cho người ngồi ở hàng ghế phía sau này ạ. Và tất cả cái phần nhựa ở cái phần nội thất đằng sau này cũng còn đang rất là đẹp ạ, chưa có dấu hiệu của sự xước sát ạ. Điều này là chủ xe đi rất là ít và rất là giữ gìn thì chiếc xe nó mới còn được đẹp như thế này đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ của chiếc xe ạ, cũng như chiếc táp bi cửa bên kia thôi ạ. Tất cả keo chỉ của nguyên bản, gioăng còn rất là mới và đẹp ạ. Tất cả những cái ốc cánh cửa này, ốc bản lề, tất cả còn đều nguyên bản hết ạ. Chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi thì rất là đẹp, chưa có dấu hiệu của sự xước sát hay là mài mòn theo năm tháng đâu ạ. Vì chiếc xe này sử dụng rất là ít và rất cẩn thận. Ốc bản lề còn nguyên bản, chưa tháo ra. Gioăng cũng còn rất là mới. Điều này chứng tỏ chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ gìn và đi rất là ít ạ. Cho nên nội thất này, cánh cửa, táp bi cửa, tất cả nó mới còn được đẹp và mới như thế này ạ. Quý vị và các bạn nếu mua chiếc xe này về thì quý vị và các bạn cũng rất là yên tâm vì chủ xe đi rất là ít và lại giữ gìn cho nên chiếc xe nó mới còn đẹp được như thế này ạ. Tất cả còn rất là đẹp và đều xe. Và sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái cánh cửa phía bên trước, bên phụ đây ạ. Tôi cũng quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được ạ. Vì đây là chiếc táp bi cửa đấy ạ, còn rất là đẹp. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản và rất là đẹp ạ. Vì rất nhiều quý vị và các bạn ở xa có thể không qua xem trực tiếp được chiếc xe này, cho nên tôi quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn tự xem và quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào để quý vị và các bạn có thể cân nhắc xem là mình mua chiếc xe này thì có hợp lý không. Khi bỏ cái số tiền ra khoảng 600 triệu đồng mà sở hữu chiếc xe Mazda 6 ở cái phân khúc hạng D mà nó còn mới và đẹp như thế này thì có xứng đáng với cái đồng tiền bát gạo mà quý vị và các bạn có bỏ ra được hay không ạ. Đây là cái phần táp lô của xe còn rất là đẹp ạ, rất là sang.
ở cái phân khúc hạng D, cho nên là cái xe này là sở hữu kích thước chiều dài rất là dài. Mà sở hữu kích thước chiều dài rất là dài thì không những là cái khoang ngồi ở trong xe rất là rộng rãi, mà cái khoang nội thất này cũng rất là rộng rãi ạ. Khoang chứa hành lý này rất là rộng, nếu như quý vị, các bạn và gia đình mà có đi du lịch ở xa thì là để được rất là nhiều đồ đấy quý vị các bạn. Có thể để được những chiếc vali khổng lồ, cũng có thể để lên được chiếc cốp này. Và chủ xe cũng rất ít để đồ, cho nên cái phần thảm rất là mới ạ. Chủ xe đi cực giữ gìn cho nên cái thảm nó mới còn mới và đẹp như thế này đấy ạ. Nếu như sử dụng nhiều thì là cái thảm này không còn được đẹp như thế này đâu ạ. Đây là cái phần lốp sơ cua của chiếc xe ạ. Tất cả phần kích lốp sơ cua và cái dụng cụ tháo kích lốp tất cả còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản và đầy đủ đồ nghề cho quý vị và các bạn sử dụng chiếc xe này ạ. Và đây tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần keo chỉ của cái nắp cốp này ạ. Ốc và keo chỉ của cái phần nắp cốp này nó cũng còn nguyên, không mất một phân keo chỉ nào cả, chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm va từ phía sau ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có va chạm từ phía sau ạ, tất cả là còn nguyên bản ạ. Nếu như va chạm rồi thì keo chỉ ở cái cốp này cũng sẽ không còn đâu ạ. Quý vị các bạn đi mua xe thì hãy quan tâm đầu tiên là cái phần đầu và phần đuôi của chiếc xe, vì là cái phần hay đâm nhất là phần đầu và va chạm nhiều nhất cũng là ở cái phần đuôi, cho nên là quý vị các bạn hãy xem kỹ ạ. Sau đây tôi sẽ quay lại cái phần táp lô xe cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Xe cũng đã được Mazda trang bị là vô lăng thể thao 3 chấu và tích hợp tất cả các phím điều khiển trên đây ạ. Đồng hồ của chiếc xe là chạy được 5.3 km rồi. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển, điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay và cruise control. Và chiếc vô lăng này thì còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu của sự xước sát hay là mài mòn đi đâu ạ, vì chiếc xe này chạy có 5.3 km thôi. Xe cũng đã trang bị là khóa thông minh, đè nổ start stop. Đã được trang bị cái màn hình giải trí, màn hình trung tâm đấy ạ. Màn hình trung tâm là cái màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp đầu DVD, camera lùi cũng như là GPS. Và điều hòa là điều hòa tự động hai vùng độc lập rồi ạ. Quý vị và các bạn đi xe này thì có thể để hai vùng độc lập, người lái xe và bên phụ xe có thể để nhiệt độ khác nhau. Rất là tiện lợi và cho người rất là tiện lợi cho người sử dụng. Tất cả về cái phần tabi tablo của chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Từ vô lăng, cần số, tay phanh, tất cả còn rất là đẹp, vì chiếc xe mới có chạy được 5.3 km thôi. Và đặc biệt là chủ xe chạy là chạy ít nhưng mà lại rất giữ gìn cẩn thận, cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Đẹp từ trong cho ra ngoài, từ ngoại thất cho đến nội thất ạ, tất cả đều rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn sở hữu chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng có thể rất là yên tâm về cái chất lượng của chiếc xe này rồi ạ. Dù nội thất hay là ngoại thất có đẹp như thế nào thì sau đây là cái phần quan tâm đặc biệt, vẫn là cái phần động cơ của chiếc xe, là cái phần trái tim của chiếc xe đấy ạ. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc xe Mazda 6/2015 này là một cái khối động cơ 2.0 lít và là động cơ xăng đấy ạ. Động cơ xăng và rất là mới đấy ạ. Cái điều quan tâm nhất khi quý vị và các bạn đi mua chiếc xe cũ là quý vị và các bạn quan tâm là cái máy móc có còn nguyên bản hay không, có ngập nước hay không. Thì đây, quý vị và các bạn cùng theo sát camera của chúng tôi để được xem chiếc xe này máy móc nó có còn nguyên bản hay không. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đầu tiên bước vào cái khoang máy này thì quý vị và các bạn hãy đi xem từng cái ốc. Thứ nhất là những cái ốc, đây là cái ốc giảm xóc của chiếc xe đây ạ. Ốc giảm xóc tất cả cũng còn nguyên ạ. Ốc giảm xóc rồi thì đầu quý vị và các bạn cũng nên đi xem là cái ốc cabo. Ốc cabo có còn nguyên zin không, có bị tháo ra hay không, keo chỉ của cabo có còn nguyên hay không. Đây, chiếc xe này tất cả còn nguyên bản hết ạ, nguyên zin ạ, keo chỉ còn nguyên hết. Nếu như keo chỉ còn nguyên và cái ốc cabo này còn nguyên thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này cái cabo chưa bị tháo ra, chưa phải xử lý. Nếu như bị đâm đụng hay va chạm thì đã phải tháo ra xử lý thì sẽ có dấu vết ở đây ạ, không thể làm mất vết được đâu ạ. Tất cả còn nguyên bản ạ. Ốc giảm xóc cũng còn nguyên, chưa có tháo ra đâu ạ. Từ ốc giảm xóc,
ốc, từ ốc giảm xóc cho đến ốc tai, ốc xương đầu của chiếc xe, tất cả những cái ốc ở trong cái khoang động cơ này mà nó còn nguyên thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, hay là chưa tai nạn gì cả. Tất cả ốc nó còn nguyên thì là nó còn nguyên hết ạ. Và máy móc có bị ngập nước hay không thì quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần ốc chân máy. Ốc chân máy, ốc mặt máy, tất cả các ốc liên quan đến máy nếu như đã bị tháo ra rồi thì chứng tỏ là chiếc xe này đã bị ngập nước hay là đã bị hỏng nên mới phải tháo ra để xử lý. Nếu như tất cả các ốc này mà còn nguyên thì điều này chứng tỏ là tất cả về cái máy móc này còn nguyên. Quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối để mua chiếc xe này rồi. Nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy đến địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Giá cả thì chúng tôi cũng đang bán là hơn 600 triệu đồng thôi, hơn 600, chỉ hơn một chút thôi ạ. Quý vị các bạn có thể sở hữu ngay chiếc xe Mazda 6 này rồi đấy ạ. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.